Pro 12,9 inch và MacBook Pro 16 inch màn hình mini LED. Chuyên gia phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo mới đây tiết lộ, Apple có thể ra mắt iPad Pro 12,9 inch và MacBook Pro 16 inch với màn hình mini LED vào năm sau. Theo đó, Apple có thể sẽ ra mắt từ 4 đến 6 thiết bị mới dùng màn hình mini LED trong 2 đến 3 năm tới. Nhà phân tích nổi tiếng của TF International Security cho biết, màn hình mini LED sẽ giúp cải thiện năng suất và trải nghiệm giải trí trên các thiết bị. Thông tin này từng được ông Kuo nhắc đến trong một báo cáo hồi cuối tháng 9. Lần này Kuo đưa ra mốc thời gian thiết bị mới của Apple được phát hành. Ông Kuo cũng cho biết, iPad Pro 12,9 inch với màn hình mini LED sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2020, trang bị chip A14X. Còn MacBook Pro 16 inch ra bản nâng cấp vào quý cuối năm 2020, Apple sẽ phát hành thêm một vài sản phẩm có màn hình mini LED trong 1 đến 2 năm sau đó iPad Pro 12.9 inch và MacBook Pro 16 inch hiện đang sử dụng màn hình LCD, khi được trang bị màn hình mini LED, iPad Pro 12.9 inch và MacBook Pro 16 inch sẽ đem lại cho người dùng những trải nghiệm mới. Màn hình mini LED hỗ trợ gam màu rộng, độ tương phản và giải động cao, làm mờ cục bộ cho những khu vực hiển thị hình ảnh có màu tối. Ngoài ra, nó cũng không gặp phải vấn đề burn-in như tấm nền OLED, cho phép thiết kế các thiết bị mỏng và nhẹ hơn, tiết kiệm pin hơn apple được cho là đã phát triển màn hình mini led trong một thời gian dài đủ khả thi và vượt trội để thay thế tấm nền oled